Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hoàng Hà PC và mình là Trang Tây đây. Và sau một thời gian dài vắng bóng thì hôm nay mình sẽ mang tới cho các bạn một sản phẩm mới ra mắt. Giới thiệu với các bạn màn hình Samsung Viewfinity S8 UHD phiên bản 27 inch. Samsung hiện nay thì không còn là một cái tên quá xa lạ với các bạn trong thị trường điện thoại hay là linh kiện PC nữa rồi. Và mỗi năm thì Samsung đều tung ra một dòng sản phẩm mới với sự đột phá hơn trong trải nghiệm. Và năm nay cũng vậy, chúng ta sẽ có màn hình Viewfinity S8, một sản phẩm vừa ra mắt và được hãng hứa hẹn sẽ là một chuẩn mực mới cho phân khúc màn hình có độ phân giải cao. Vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem chiếc màn hình này có thực sự như vậy không nhé. Cái tên Viewfinity có nghĩa là tầm nhìn vô tận và đây là dòng sản phẩm được Samsung hướng tới đối tượng là dân thiết kế đồ họa hoặc là các nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp với ý đồ mang đến một màn hình sắc nét nhất, chi tiết nhất với giải màu tân tiến nhất. Và với Viewfinity S8 thì chúng ta sẽ có hai phiên bản là 27 và 32 inch và trên tay mình đây đang là phiên bản 27. Trước tiên thì mình sẽ đi vào phần thiết kế và phong cách thiết kế của Samsung Viewfinity S8 này thì có phần giống với cả Samsung M5 trước đây. Chúng ta vẫn sẽ có logo Samsung được làm nổi bật trên nền sám ở phía dưới màn hình như thế này. Và các cạnh của màn hình thì được làm mỏng tối đa khiến cho tổng thể màn hình trở nên gọn gàng hơn. Phía mặt sau thì được làm nổi bật với những đường vân và logo Samsung in nổi lên trên. Chân đế được làm bằng kim loại mỏng và chỉ dày khoảng 2,5mm, không chiếm quá nhiều diện tích bàn. Tuy nhiên là điều mình ấn tượng nhất ở trên chiếc màn hình này lại là lối thiết kế công thái học của nó. Điều này có nghĩa là các bạn hoàn toàn có thể xoay dọc màn hình hoặc là điều chỉnh những góc màn hình phù hợp tùy theo nhu cầu sử dụng của các bạn. Ví dụ đơn giản là mình hoàn toàn có thể xoay dọc màn hình ra để làm timeline cho Premiere hoặc là làm video TikTok và góc nhìn cũng được điều chỉnh linh hoạt phù hợp nhất với cả mắt của mình. Tiếp theo thì mình khá là ấn tượng với cả cổng kết nối của chiếc màn hình này. Chúng ta vẫn sẽ có những cổng kết nối cơ bản như là HDMI hoặc là DisplayPort. Tuy nhiên có một yếu tố rất đặc biệt, đấy chính là một cổng USB Type-C có thể sạc 90W. Mình lấy ví dụ là những bạn nào là designer có công việc phải di chuyển nhiều thì các bạn sẽ ưu tiên dùng laptop nhiều hơn. Khi về nhà các bạn chỉ cần cắm vào cổng USB Type-C của màn là các bạn có thể vừa sử dụng màn và vừa sạc được laptop. Việc trang bị cổng LAN cùng với cả 3 cổng USB tích hợp cũng như là jack 3.5 thì đem lại cho chiếc màn hình này một lợi thế vô cùng lớn, đặc biệt là với những bạn nào đang sử dụng các dòng laptop mỏng nhẹ, bởi vì là hầu hết các dòng laptop siêu mỏng thì đều bị tối giản đi cổng kết nối. Vậy nên là nếu mà wifi nhà bạn nào yếu thì các bạn hoàn toàn có thể cắm thẳng dây LAN vào trong màn luôn. Và các bạn lưu ý là cổng LAN này chỉ hỗ trợ cho laptop thôi chứ không hỗ trợ được cho PC nhé. Mình nghĩ là một sản phẩm tối ưu không gian và đáp ứng được nhu cầu làm việc như là Viewfinity thì sẽ phù hợp với những nhà sáng tạo ưa thích sự ngăn nắp hoặc là những người theo chủ nghĩa tối giản. Thông số của phiên bản mình có ở đây vô cùng ấn tượng với độ phân giải UHD hay chúng ta vẫn gọi là 4K, sử dụng tấm nền IPS, 98% DCI P3, 100% sRGB cũng như HDR400. Ngoài ra thì chiếc màn hình này còn sở hữu 1 tỷ màu sắc nữa, nghe là biết các bạn designer thích mê rồi đúng không? Tuy nhiên một điểm trừ của Viewfinity mình cảm thấy là cần phải cải thiện đó chính là về độ sáng. Thay vì là 350 nit cơ bản thì khoảng 400 nit sẽ giúp cho các bạn có một trải nghiệm tốt hơn, bởi vì là lần đầu tiên trải nghiệm thì mình cảm thấy là chiếc màn này khá là tối so với cả không gian làm việc của mình. Bù lại thì độ đen sâu của màn hình mình lại cảm thấy khá là tuyệt vời, độ chuẩn màu sắc và độ tái tạo chi tiết tốt giúp cho các bạn có thể dễ dàng điều chỉnh những chi tiết nhỏ ở trong Photoshop. Và ánh sáng kiểu nhẹ nhàng êm dịu của Viewfinity lại rất là thích hợp cho những bạn nào phải làm việc vào ban đêm, đặc biệt là chế độ điều chỉnh auto của màn thì đủ để cho người dùng có thể tối ưu được trải nghiệm. Hơn nữa là với những bạn nào mà thích giải trí phim ảnh thì chiếc màn hình này hầu như không có điểm nào để chê cả, các bạn chỉ việc tắt đèn và trải nghiệm độ chân thật nhất mà Viewfinity đem lại thôi. Ok, và mình nghĩ là tất cả những điều trên đây có thể giúp cho các bạn phần nào hình dung được về chất lượng của Viewfinity rồi. Và mình tin đây sẽ là chiếc màn hình đáng để sở hữu, đặc biệt là với các anh em designer. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Hoàng Hà PC nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye! Có phải nói lại không? Trông nhẹ nhàng hơn không?